Hello, chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với nhịp đập thị trường sau 4 ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Hiện nay các anh chị chúng ta đã sẵn sàng cho quay trở lại với phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ chưa ạ? Đã có anh chị nào mà chúng ta đến thời điểm hiện nay thì vẫn đang di chuyển trên con đường từ quê để quay trở lại với cuộc sống thường nhật đúng không ạ? Vâng, chúc các anh chị chúng ta có một tháng 9 giao dịch tràn đầy năng lượng và thành công nha Thì quay trở lại về diễn biến của thị trường trong cái phiên giao dịch tuần cuối cùng của tháng 9 Có thể nói là một trong những cái tuần tương đối ảm đạm khi thanh khoản diễn biến của thị trường thì tương đối thấp Và kịch bản thị trường chủ yếu là rằng co ở quanh cái ngưỡng đó là 1280 Rằng co quanh 1280, 1290 khi sau một cái 3 tuần liên tục thị trường đã có được cái cú hồi phục à, từ cái vùng đó là 11 11 10 18 à, 1180 cho đến 1190 hồi phục cho đến thời điểm hiện nay. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy là khi mà diễn biến của thị trường đạt lên ở cái ngưỡng đó là 128 1280 đến 1290 thì gần như diễn biến thị trường đa số có cái xu hướng đó là chững lại cái đà tăng và rất là nhiều cái nhóm ngành thì cũng đã chạm về cái ngưỡng kháng cự do vậy nên là để có tạo ra được một cái cú bứt phá đi lên thì như trước kỳ nghỉ lễ thái lê cũng chia sẻ là thị trường cần phải có một cú điều chỉnh một cần mà có một cái cú điều chỉnh để nó tạo về những cái vùng cân bằng đó như ở vùng mây hay là vùng kijun ở đây thì khi đấy thị trường của chúng ta sẽ có được một cái động lực một cái lực cầu tham gia vào sẽ khá là mạnh mẽ Thông thường thì trước giờ thị trường mỗi cái lần kỳ nghỉ lễ thì sẽ có cái xu hướng đó là bán ra Và trong cái kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa rồi thì cũng không ngoại lệ đó là Thì nhà đầu tư đã có cái xu hướng đó là bán ra và chờ đợi Và có liệu thị trường tuần này có lặp lại cái việc đó là mua sau kỳ nghỉ lễ hay không Thì chúng ta cũng sẽ cùng đưa đi lại về một số cái đánh giá trên góc nhìn về kỹ thuật thời điểm hiện nay thì trạng thái hai kiếm của chỉ số vn index vẫn đang là tách ra và thể hiện một cái xu hướng tăng yếu do vậy nên là cái kịch bản mà xảy ra một cái cú điều chỉnh ở đầu tuần này thì thái lê vẫn cho rằng là nó đang khả thi tuy nhiên khi mà điều chỉnh về cái vùng mà một hai sáu x thái lê cho rằng đây là một trong những cơ hội rất là lớn trong tuần này để anh chị mình chúng ta đưa ra những quyết định giải ngân đưa ra quyết định giải ngân uh, Tháng 9 có thể là được đánh giá là một trong những cái tháng cuối của quý 3 và thường cũng là tháng tạo ra những cái lợi nhuận tương đối là tốt. Các anh chị lưu ý đó là thường thị trường tháng 9 rơi vào sau 20 tháng 9 thì có thể thị trường sẽ xảy ra có những cái cú gọi là à, bán để đưa ra những cái vùng cân bằng về margin hay là cơ cấu các cái quỹ thì trong cái thời điểm mà từ đầu tháng 9 cho đến là À, khoảng tầm 2 tuần giữa tháng 9 có thể đó là hai cái tuần rất là thuận lợi. Cho vậy nên cái tuần đầu tiên này là một trong những cái tuần mà Thái Lê cho rằng là các anh chị chúng ta có thể vẫn là nên để ý để chúng ta có thể tham gia giải ngân nhá. Trong cái kỳ nghỉ lễ vừa qua thì thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã có những cái phiên tăng điểm và có thể nói là tiếp tục phá vùng đỉnh. Phá đỉnh trong cái phiên thứ 6 cuối tuần vừa rồi và phiên thứ hai đầu tuần này. Tuy nhiên trong ngày hôm qua thì chứng khoán Mỹ cũng đã có cái sự điều chỉnh 1,5% à, và cái này nó cũng thể hiện được khá là giống với thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta đó là cái trạng thái tăng của chứng khoán Mỹ thời gian vừa rồi cũng gần như khá là sát và nó đã đi ngang một thời gian rơi vào khoảng tầm hơn 2 tuần à, sau khi một cái cú phá đỉnh thì nó đã có xảy ra một cái sự điều chỉnh về để tạo ra cân bằng à, Tuy nhiên thì về cái kịch bản về trên đồ thị kỹ thuật thì dow Jones vẫn đang trong cái xu hướng tăng à, và những nhịp điều chỉnh gì là mất trạng thái về cân bằng mà thôi. Xét về các cái nhóm ngành thì thời gian tuần vừa tuần cuối của tháng 9 à tuần cuối của tháng 8 thì chủ yếu nhịp sóng dẫn tập trung ở cái nhóm cổ phiếu đó là blue chip và chúng ta có thể để ý các cái nhóm đó là như bất động sản này, vận tải biển, thực phẩm, bán lẻ và ngân hàng. Ngoài ra nữa thì đối với cái nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng là cái nhóm mà gần như đang có cái xu hướng điều chỉnh sớm hơn so với nhóm ngành nhưng đây cũng là một cái nhóm mà Thái Lê cho rằng là trong tháng 9 sẽ là một trong những cái nhóm ngành then chốt khi nó bứt phá được qua được cái vùng kháng cự dày đặc ở đây. Xét về cái vùng kháng cự ở đây nó đã có một cái cú tích lũy để chờ bùng nổ rơi vào hai tuần, chờ bùng nổ hai tuần. Cho vậy nên là nếu mà thực ra thị trường của những thời điểm mà đầu tháng 9 có cái sự điều chỉnh về các cái vùng cân bằng như ở đây và sau đó bứt phá lên thì Thái Lê cho rằng đây là một trong những kịch bản cực kỳ là tuyệt vời và phù hợp nhất đối với cái nhóm chứng khoán à, nên để các anh chị chúng ta thấy cái tuần đầu tiên của tháng 9 là một cái tuần mà mở ra những cái cơ hội để chúng ta kinh doanh còn nếu mà hôm nay mở cửa thị trường xanh mướt thì thị trường tăng lên thì có lẽ là cái cơ hội kinh doanh của các anh chị chúng ta sẽ không có quá nhiều đâu sẽ không quá nhiều mà rất là dễ nó lại xảy ra cái cú điều chỉnh vào cái ngày mai thứ năm hay là ngày thứ sáu rồi bây giờ thì đấy là về cái đánh giá qua về một số cái nhóm ngành cũng như là đối với cái tổng thể diễn biến của thị trường. Chúng ta bây giờ là tập trung sang về các cái danh mục mà trước kỳ nghỉ lễ Thái Lê đã khuyến nghị anh chị vào cái ngày 27 tháng 8 này. Chúng ta có một cái list danh sách khoảng tầm 5 cổ phiếu để có thể kinh doanh được. Đó là BVH. À, Thái Lê sẽ đi qua cái này rồi chúng ta sẽ đi vào các bộ lọc. BVH vẫn đang duy trì một cái xu hướng tăng ngay cả những cái thời điểm hiện nay các anh chị Kinh doanh nhóm bảo hiểm BVH vẫn là một trong những cái điểm chúng ta vẫn hoàn toàn để mua được các anh chị nhá Vẫn đang là điểm mua, EVE vẫn là đang ở cái vùng uh, kinh doanh uh, tích cực Rồi PNG, PNG sau cái cú điều chỉnh thì đang hồi lên Và VPBank, ACB, hai cổ phiếu của nhóm ngân hàng VPBank vẫn đang duy trì được một cái nhịp uh, độ tương đối là tốt phù hợp dành cho đánh ngắn hạn chứ trên đồ thị tuần nó vẫn đang gặp cái cản tuần này nên thái Lê chưa thấy là uh, một cái sự sáng sủa. Riêng ACB ở trên uh, đánh mà đánh đối với những cái dòng uh, dòng uh, mà chúng ta sử dụng những cái nguồn vốn lớn thì ACB hiện nay vẫn là một cổ trong những cổ phiếu của nhóm ngân hàng uh, tương đối là chắc chắn nhé. Rồi bây giờ chuyển sang về các cái bộ lọc xem ngày hôm nay có cổ phiếu gì. Các chị trong quá trình theo dõi đừng quên đó là để lại giúp cho Thái Lê một like, một subscribe nhá. Và hãy comment nếu mà các chị đang quan tâm hay là cần hỗ trợ điều điều gì. đang cần hỗ trợ cổ phiếu nào. Có lẽ nếu mà diễn biến thị trường đúng theo cái kịch bản sẽ có cái sự điều chỉnh ở trong tuần đầu tiên á. À, Tất cả trong ngày hôm nay và ngày mai Thì đấy là một trong những cái thời cơ Tốt để chúng ta có thể tận dụng Để kinh doanh được Dabaco thì Khá là tốt nếu các anh chị nắm giữ Ở phiên uh, cuối tháng 9 Thầm thời điểm hiện nay thì Thái Lê đang đánh giá Là có thể là chúng ta mua được Nhưng mà nó sẽ đẩy lên được một cái nhịp Rồi rất là dễ có xảy ra cái cú điều chỉnh uh, Ngắn hạn không kịp Nhưng mà đầu tuần này uh, khả năng cao Dabaco vẫn rất là dễ chạy nhất rồi Zimandep này điều chỉnh về các cái vùng hỗ trợ đối với nhóm vận tải biển vẫn là nhóm mà có tích lũy nền tương đối tốt trước đó chúng ta đã có cái kịch bản đối với như Zimandep này hút về ở vùng khách sạn về vùng hỗ trợ và bật lên do vậy nên đối với Zimandep về thời điểm hiện nay các anh chị vẫn hoàn toàn có thể kinh doanh được Zimandep à. à, thấy điểm mua của Givendep rơi vào cái vùng 80 của Gimandev. Vận tay biển thì ngoài ra này, HAHVOS cũng là tương tự như jimandep cũng đang ở vùng tích lũy nền có thể quan tâm được nha. Vào cuối tuần của tháng 8 thì các nhóm cổ phiếu bất động sản sau một cái chuỗi tăng thì cũng đã có những cái sự rung lắc, đặc biệt như với những cái thông tin của cổ phiếu của DIG cũng là trong những cái nguồn cơn khiến cho cái nhóm bất động sản hạ nhiệt vào tuần cuối cùng của tháng tháng 8. Tuy nhiên có thể nói là nhóm bất động sản nếu đánh giá tổng thể trong thời gian của tháng 8 thì cũng là cái nhóm ngành đã tạo ra tương đối cái hiệu quả về cái lợi nhuận cho nhiều anh chị nhà đầu tư. Có vẻ như không có quá nhiều cái cổ phiếu để kinh doanh được ngay vừa gần như là đang khá là tương đồng với cái việc thị trường điều chỉnh và có thể là ngày mai sẽ là một trong những cái phiên nếu hôm nay có cái xảy ra điều chỉnh thì cái bản tin sáng ngày mai sẽ là một trong những bản tin mà Thái Lê tin rằng sẽ mở ra rất là nhiều cái tín hiệu để các anh chị chúng ta có thể kinh doanh được. Còn trong ngày hôm nay có vẻ như hơi thưa thớt. Như vậy thì uh, Thái Lê vừa rà soát lại toàn bộ một lần nữa các cái nhóm ngành và gần như là không có nhiều cái cơ hội để kinh doanh ngắn hạn với cái vùng giá thời điểm hiện nay. Vùng giá thời điểm hiện nay nếu mà diễn biến của thị trường có một cái cú điều chỉnh về cái vùng 126X trong ngày hôm nay kéo dài cho đến ngày mai thì đó là một trong những cái cơ hội rất là lớn và Thái Lê đánh giá cái tuần đầu tiên của tháng 9 này mặc dù chúng ta chỉ có kinh doanh có đúng 3 ngày thôi nhưng đó sẽ là gần gần như 3 ngày quan trọng. 3 ngày rất là quan trọng. Tốt nhất của nó là cần phải có một cái sự hạ nhiệt giống như là chứng khoán Mỹ ngày hôm qua có một cái cú điều chỉnh 1,5% thì nếu mà việc chứng khoán Việt Nam của chúng ta viên đấy sau cái kỳ nghỉ lễ có một cái sự điều chỉnh như vậy thì cái lượng dòng tiền nghỉ lễ ở phía trước này các anh chị này sẽ nhập cuộc ở đây sẽ cực kỳ là nhanh nhẹn sẽ cực kỳ nhanh nhẹn thường thì dòng tiền có xu hướng là trước kỳ bán ra trước kỳ nghỉ lễ và mua lại ở sau kỳ nghỉ lễ và sau kỳ nghỉ lễ nếu lại có cái vùng giá chiết khấu nữa thì theo các anh chị nếu các anh chị cầm cổ phiếu thì không phải là nơi để bán mà đấy là cái thời điểm mà chúng ta có thể mua và gia tăng tỷ trọng và thị trường đang ở trong những cái giai đoạn bước sang cái chu kỳ uptrend uh, ít nhất là trên đồ thị ngày do vậy nên các anh chị hãy vững tin với cái thời điểm hiện nay và thái lê đánh giá là cái mục tiêu ít nhất đó là một ba năm mươi vào cái tuần cuối của tháng 9 rất là cao rất là cao các anh chị nha rồi xin cảm ơn và chúc các anh chị có một uh, tuần giao dịch tràn đầy năng lượng và thành công uh, hẹn gặp lại vào các bản tin kế tiếp nha